Chào các bạn nha, tôi đang có mặt ở lễ hội Phủ Dầy tháng 3 hàng năm. Hội chính nó rơi vào ngày mùng 6 rồi. Hôm nay ngày mùng 3 là ngày chủ nhật, khá đông. Và người ta đang rước lễ hội kìa. Múa rồng, múa lân. Và chúng ta sẽ đi vào thăm hội, là chủ nhật khá đông đấy các bạn. Đây là đền thờ Mẫu Nghi Thiên Hạ cho nên rất là đông. Ta sẽ đi sang đây nha. Rất là đông. Hội này diễn ra đúng vào ngày mùng khai hội vào ngày mùng 5, mùng 6 tháng 3 hàng năm âm lịch nha mọi người. Đi xe ô tô. Thế rồi ta biết phải chủ động tối qua mang về đi sao này. Thôi đang đấy mua thì cũng thôi thôi. Của chúng tôi xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu về nhà khách phía Nam dành cho đại biểu của Trung ương và của tỉnh. Về nhà khách phía Bắc của sân khấu xin trân trọng kính mời các vị đại biểu của các xã thị trấn và các ông bà chủ nhang. Từng đội một người ta vào người ta múa. Ở đây có một đội toàn nữ và một đội toàn nam luôn. Ban tổ chức xin thông báo tất cả các di tích chúng ta đã về vị trí tập kết, đề nghị ngồi ở phía dưới của vạch ngôi, khu điểm dành cho di tích của mình, không được ngồi lên phía trước vạch vôi ở phía trước của biển của mình. Đề nghị các di tích chấp hành. Phía bắc của sân khấu, trân trọng kính mời. Khu này đi đâu mà quần xanh áo đỏ, vai vác loa đồng. Ô, thế bác đi đâu cũng vai vác loa đồng, chạy tới chạy lui, xe xuống sông. Này, các bọn chúng thì mang tư lung tung, cứ như kẻ vi phạm giao thông thì công an đuổi chứ kem này. Bác ơi, cái gì? Kim Thái quê ta vào mùa hội mở. Thế à? Khách gần xa nô nức cùng về. Ừ đấy, thế dân hương khí thế hồi hè. Em ở trong đội văn nghệ cũng hèo hoa loa đồng ra ủy ban tập. Quý là đi tài mảng với bác à? Cũng đội văn nghệ hả? Vâng, ôi giờ sao anh không biết? Này, anh vác loa đồng ra sân vận động là cũng vì chuyện đấy đấy. Vâng. Này nhá, là đầu xuân là lễ hội đông người, mà an ninh trật tự khắp nơi là phải đề phòng. Đông lại còn cái khoản giao thông chứ. À mà đấy là an toàn cháy nổ, nói chung là em biết rồi bác ơi. Cái gì đấy? Vì lễ hội quê hương vui tươi lành mạnh qua vùng, mỗi chúng ta phải có ý thức dừng xây, phải đồng lòng gắng sức chung tay để di tích Phủ Dầy ngày thêm tươi đẹp. Cho em mời bác đi nhanh cho kịp và dừng lễ hội khai mạc Phủ Dầy xuân Kỷ Hợi bác ơi. Đi thôi bác ơi. Ok, bây giờ đi luôn à? Đi lối nào? Đi lối này đông người ạ. Lối này đông người. Thưa quý vị, Nam Định vùng Trấn Sơn Nam Hạ, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích của vương triều Trần, một vương triều thịnh trị nhất trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Về với Nam Định là về với non côi sông Hỷ, về với đền Trần chùa Tháp, và đặc biệt là về với lễ hội Phủ Dầy. Với tất cả tấm lòng và tình cảm của mình, lòng thành kính hướng về đất mẹ, nhạc sĩ Nguyễn Cường đã viết ca khúc Cảm hứng Thành Nam. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Thu Phương cùng tập thể nam nữ diễn viên nhá chèo Nam Định thể hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.